Cuộc sống nơi xứ người của tôi đây. Cây lấy về làm cuốc làm sẻng thôi, làm cán cuốc cán sẻng thôi. Đây. Quay lại những hình ảnh này để cho con nó xem cuộc sống của bố của nó đi xa là như thế nào. Hoặc là 5 năm, 10 năm nữa mình xem lại cái cảnh này. Hoặc là sau này mình già đi, mình xem cái tuổi trẻ của mình như thế nào. Nó có khác nhiều so với cái tuổi ví dụ 50 không? ngày giữa rừng xa. Ngày giữa rừng xa. Lấy chặt cây về làm cái cán cuốc cán sẻng. Đi đâu về đây? Đi cắn lợn đấy. Đi cắn lợn á? Vâng. Tưởng đi đằng nghệ. Không đâu. À. Ở dưới này cũng cắn lợn không nhỉ? Có đấy. Ừ. Mình có đi đào nghệ về bán không? Không đâu, bây giờ chưa bán đâu. Nghệ chuyên lên đâu phải không? Vâng ạ. Nhà em ở đâu thôi? Dạ. Nhà em ở tận đâu đấy? Em á? Ừ. Vào phòng ấy. Đấy. Tại anh không để ý. Phòng hay là phình? Phòng ơi. À, nghe điện thoại mấy lần rồi mà không nhớ. À, vậy không thấy, không nhìn thấy mặt mấy. Xinh quá. Vợ phòng xinh quá. Đi xa khỏi nơi quê cha đất tổ mình thì là sành xứ người rồi các bạn. Xa như là lính ấy. Rồi. Thành quả một ngày hôm nay có rồi. Lấy về nhà thôi. Những cái này là mình lấy về làm cái cán cuốc, cán sẻng. Làm cán sẻng này, cán cuốc này, làm gậy như ý nữa. cảnh ở đây thật là yên tĩnh và thanh bình. Cũng biết là có phải tôi sinh ra ở tỉnh miền núi ha, nhưng tôi rất thích cảnh miền núi. Cái này về đun. Cảnh miền núi yên ắng, vắng vẻ, thanh bình. Khi mà mỗi lần mình đi rừng là giống như là mình cảm thấy là vượt thoát được khỏi mọi cái ồn ào náo nhiệt của cái cảnh đông người chen chen chúc chúc xen lẫn nhau, nào là chợ búa rồi ăn uống xô bồ. Tôi thích nơi này. Quay bản thân mình một chút, 5 năm, 10 năm nữa xem lại, hoặc là về nhà cho con nó xem. Đấy, bố nó là ở trong rừng thôi, nhưng bố rất thích là rừng núi. Bố ở nơi này, bố khỏe con ạ. Vì cái gì chứ? Cũng vì con, vì cái, vì cái gia đình mà bố mới đi xa này thôi. Thôi, hẹn gặp lại.